chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video phụ tùng phụ kiện của Điện máy Bình Sơn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người một trong những cái món phụ tùng sử dụng cho máy cưa xích, và đó chính là bộ phận bô xả. Và bô xả này các bạn sẽ sử dụng cho máy cưa xích 353 của Husqvarna, và bô xả này là của thương hiệu AIP, tức là hàng Trung Quốc, không phải hàng chính hãng. Tuy nhiên với cái mức giá thành vừa phải hợp lý, bà con có thể tiếp cận, và với cái chất lượng nó song hành, tức là tỷ lệ thuận cùng với cả mức giá, cho nên là có rất nhiều bà con có thể tiếp cận được. Bô xả là một cái bộ phận theo mình thấy là vòng đời nó gần như là tuổi thọ nó cao nhất trong những cái phụ kiện của dòng máy cưa. Tuy nhiên của bên cạnh người, nếu mình sử dụng không đúng cách thì tất nhiên rồi, có bền mấy thì nó cũng vẫn hỏng. Và một trong những cái lỗi mà bà con hay phải thay bô xả đó chính là tình trạng có thể nói là táo bón. Táo bón tức là gì? Tức là muộn nó đóng ở quá nhiều bô nhiều quá mà mình không thể vệ sinh được, và nó gây nên một số tình trạng như là nổ ì này, hay như kiểu nó bị ngạt mũi, mình tưởng tượng như kiểu bị ngạt mũi, hoặc là ga nên nó không gắt, hoặc là nó không thoát. Tất nhiên rồi, những cái lỗi đấy thì nó rất là nhiều những cái nguyên nhân khách quan, ví dụ như là hơi này, điện chế này. Tuy nhiên đối với ba cái bộ phận đấy mà khi các bạn kiểm tra nó bình thường ấy, thì có thể các bạn sẽ kiểm tra thêm cái bộ phận bô xả. Và vì vậy mình giới thiệu cái bộ phận này để bà con có thêm lựa chọn để thay thế, để tránh những cái tình trạng như là mất việc. Và bây giờ thì mình xin đi vào chi tiết luôn để các bạn có thể đánh giá khách quan hơn. Về chi tiết bô xả thì chất liệu tất nhiên rồi, bằng thép thôi. Và bên ngoài nó được phủ một lớp sơn màu đen này. Lớp sơn này khá là dày, và khi mình cầm mình miết ấy, tức là sơn nó tốt khi mình miết này, nó không bị đen tay này. Và như chất liệu bô, như mình nhìn những cái viền cạnh này cũng dày đấy. Và trên này tất nhiên rồi, nó là cái hướng xả, và đây nó có một cái lớp lưới này để ngăn muội ra này. Đó, nói chung là nó cũng như hàng xịn thôi, các bạn thay thế nó cũng dễ thôi. Đây các bạn nhìn ở bên trên những cái phần người ta hàn bắt cái phần hướng xả này. Theo mình thấy nhìn những cái đường hàn nó cũng khá là nét. Và phần bên ngoài nó được gắn vào cái phần này là mình không thể tháo rời ra được. Tháo thì tháo được, nhưng các bạn phải cắt ra. Cắt thì mới tháo được, chứ còn tháo bằng tay thì các bạn không thể tháo được. Đấy, chi tiết cái phần bô xả này nó cũng đơn giản thôi, nó cũng không có gì. Chỉ là cấu tạo nó cũng bằng thép thôi. Và các bạn nhìn qua một số những chi tiết cũng khá là dày, làm nó cũng nét. Và cái mức giá các bạn tiếp cận rất là dễ, vừa phải hợp lý. Vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu qua về cái bộ phận bô xả của máy cưa xích 353. Và nếu các bạn có nhu cầu có thể liên hệ ngay đến Điện máy Bình Sơn. Giá chi tiết của sản phẩm này các bạn có thể tham khảo ngay bên dưới phần mô tả thôi. Và nếu các bạn thấy hợp lý thì có thể liên hệ ngay. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau. Nếu các bạn thấy hay nhớ đăng ký và tiếp tục ủng hộ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.